Ok, xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với kênh Yuki Data Rock Reading của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ có cái trải bài đó là có nên chủ động trong mối quan hệ này hay không. Có nghĩa là nếu như bạn chủ động thì cái người này họ có welcome, họ có vui vẻ hay không, và kết quả của cái việc chủ động đó nó có tốt hay không. Thì ở đây mình sẽ có 3 tụ bài tương ứng với lại 3 cái viên đá ha. Viên đá thứ nhất, viên đá thứ hai. Bạn nào yêu thích đá hoặc là nến thì inbox Facebook cho mình ha. Và viên đá thứ ba. Rồi, nếu bạn thích chọn hộp nến cũng được ha. Ok, các bạn chọn đi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái tụ bài số 1 được chưa bạn? I miss you. Cái người này họ nhớ bạn. Và cái nguồn năng lượng của hai bạn là nhớ về nhau. Make the effort. Cái mối quan hệ này á, cho đến bây giờ thì mình nghĩ rằng là cái vấn đề chủ động là cần thiết ha. Bạn có hai lần cái lá về cái việc là bạn tổn thương cái trái tim của mình, và bạn sợ cái sự mở lòng, hoặc là bạn sợ cái việc mình chủ động và bị từ chối trong cái liên kết này ha. Cái điều đó nó thật sự là rất rõ nét trong đây. Và mình nghĩ rằng là một cái lời nói của bạn chủ động trong mối quan hệ này nó làm cho phá đi cái tảng băng giữa hai người. Nó làm cho mọi thứ được giải phóng, được giải thoát, được tự do, được được share cái tình cảm, được share cái cảm xúc. Có được gọi là cái solution, cái sự giải quyết trong cái mối quan hệ này. Và mình thấy rằng là cái việc mà bạn chủ động trong cái mối quan hệ này, bạn liên lạc trước hoặc bạn chủ động trước ha, thì mình thấy cái điều đó nó sẽ được đáp lại. Và cái người này họ sẽ cởi mở nói chuyện với bạn, communication với bạn, và sẽ đáp lại cái tình cảm đó của bạn. Thực sự thì ở đây mình thấy cái người này họ nhìn thấy bạn rất là độc lập, tự tin, nhiều nhiệt huyết trong cuộc sống. Và đôi khi nếu mà nói về bạn với họ thì đôi khi họ cũng hơi lép vế một chút trong cái vấn đề chủ động hoặc là gọi là cái sự nhiệt huyết ha. Nhưng mà mình thấy cái người này họ rất là thiện chí trong cái việc open, mở lòng với bạn. Ở đây mình thấy rằng là đúng, thật sự cái mối quan hệ này nó cần phải vun đắp và cố gắng hơn nữa. Bởi vì mình cảm thấy rằng là cái việc mà offer cái điều gì cho cái mối quan hệ này một cách thực tế, ví dụ như nói chuyện hoặc là email cho người này, hoặc là viết thư, hoặc là message cho người này, hoặc là tặng quà cho người này, bất cứ cái điều gì ha, thì đều có được cái sự đón nhận từ cái người kia. Và cái điều đó thực sự nó rất là rõ ràng ha. Mọi thứ nó sẽ quay về đúng cái vị trí của nó. Ví dụ hai người đang giận nhau thì nó sẽ quay về đúng cái vị trí của nó. Thực ra cái nguồn năng lượng về cái việc nhớ nhung hoặc là yêu thương trong cái mối quan hệ này là có. Nhưng mà cả hai người có một cái tảng băng, có một cái vấn đề gì đó nó cần phải healing, cần phải chữa lành. Và nó liên quan về cái trái tim, nó liên quan về cái việc là mình không mở cửa trái tim. Mặc dù mình còn tình cảm nhưng mình không mở cửa trái tim chỉ bởi vì mình sợ tổn thương ha. Giống như một cái lời nói này, nó giống như là một cái sự giải thoát vậy đó. Giống như là bạn với cái người này có rất nhiều điều để nói với nhau, nhưng mà dường như là muốn xa cách tình cảm. Nhưng mà dường như là thật ra cái người này họ đợi bạn làm cái điều đó để họ có thể sẵn sàng họ share cái tình cảm cho bạn. Và ở cái trải bài này nó nói rất nhiều về cái việc đó là cái tình yêu tuyệt vời đó, nó xứng đáng hoặc là nó đáng giá để mình có một cái bước cố gắng đầu tư tiến lên cho nó ha. Và mình nghĩ là cái mối quan hệ giữa bạn với cái người này đó, nếu bạn chủ động bạn sẽ có thể làm rõ mọi thứ. Tại vì ở đây mình thấy bạn với người này có cái điều gì đó với nhau nhập nhằng, hoặc là
hiểu lầm hoặc là chưa giải quyết, nhưng mà ở đây bạn phải rõ ràng, giống như mình phải hai người phải nói chuyện, phải giải quyết rõ ràng câu chuyện này với nhau triệt để ha, một cách rõ ràng với nhau, thì cái điều đó nó rất là, nó sẽ tốt hơn cho cả hai người. Và ở đây nếu như bạn với cái người này đang cãi nhau á, mà gọi là, thì mình thấy là cần phải giải quyết, cần phải chủ động giải quyết, cần phải chủ động nói chuyện để giải quyết ha. Cho dù kết quả như thế nào nha bạn nha. Tại vì ở đây á, nó có hai cái tình huống trong này. Một cái tình huống là bạn bạn nhớ cái người kia và bạn với cái người kia còn yêu nhau lắm. Thì khi mà bạn chủ động á, cái người này họ sẽ đáp lại cái phần đó cho bạn. Đáp lại cái với một cái gọi là thiện chí rất là vui vẻ ha. Nhưng mà cái khả năng đó rất là cao. Còn cái việc là bạn với cái người này là có một cái sự hiểu lầm, hoặc là đã chia tay, hoặc là coi như là muốn hỏi để mà kết thúc cái mối quan hệ này, để coi như là ổn định, coi như là đặt cái mối quan hệ này xuống á, thì cái điều đó cũng cần thiết, bởi vì cái điều đó nó giúp cho bạn thông suốt cái trái tim của mình cho dù kết quả nó như thế nào ha. Thì cái trải bài, cái thông điệp nó cũng chỉ có như đó thôi. Mình xin phép qua cái tụ bài số 2 ha bạn ha. Các bạn nào coi trải bài riêng thì inbox Facebook cho mình ha. Ai chọn cái viên đá màu xanh? Thật ra trong cái trải bài này á, nếu cái người này nhìn thấy cái mối quan hệ này rất là nhiều cái niềm vui, rất là nhiều tràn trề những cái sức sống, những cái tình yêu thương, những cái cảm xúc trọn vẹn, rất thích, rất vui trong mối quan hệ này. Nhưng mà mình cảm thấy rằng nếu như bạn chủ động trong cái mối quan hệ này á, bằng bất cứ cách nào á, thì mình thấy rằng là cái người này họ một lần nữa bị lôi ra những cái sự tổn thương ở bên trong. Thật ra không phải là bạn làm họ tổn thương vì cái việc liên lạc, nhưng mà bạn liên lạc làm cho cái người này họ cảm thấy bị tự ái, hoặc là họ cảm thấy giống như là, thật ra họ biết rằng là họ phải làm điều đó chứ không phải là bạn ha. Họ phải làm điều đó. Nhưng mà cái mối quan hệ này nó có nhiều cái điều mà cái người này họ cũng biết rằng là họ cần phải chủ động như thế nào, nhưng mà cái người này họ yếu mềm và họ rất buồn và họ rất là phân vân, họ rất là lăng tăng. Họ dường như là mình thấy là họ rất là lo lắng. Họ gọi là không dám làm cái điều đó, họ rất là phân vân trong cái mối quan hệ này. Thực ra họ muốn đầu tư nhưng mà họ cảm thấy cái sức lực của mình khá là yếu ớt trong cái việc đó. Và mình vẫn cảm thấy rằng là cái liên kết giữa bạn với cái người này có một cái sự sâu sắc nào đó ở trong cái, về cái tâm linh, về cái liên kết sâu sắc ha. Và mình thấy rằng là coi như là ở trong cái tình huống này á, là nếu như bạn nào mà muốn chủ động hoặc muốn như thế nào á, bạn phải quay trở về với bản thân mình, nhìn lại với bản thân mình là mình đã cân bằng được cái mặt cảm xúc cho cái mối quan hệ này chưa, cho bản thân mình chưa trước đã, cho bản thân mình trước đã rồi mới tới cái mối quan hệ này. Và ở đây mình thấy rằng là rất là nhiều cái nỗi đau, rất là nhiều cái cảm xúc nó đang vẫn còn áp đảo. Bạn chưa hoàn toàn mang đến cái sự cân bằng, chưa có hoàn toàn có cái sự cân bằng. Và mình nghĩ rằng cái việc là bạn chủ động trước trong cái câu chuyện này ấy, nó sẽ có một cái sự sơ khởi, khởi đầu đầu tiên cho cái, gọi là nó mở ra cái điều tốt lành. Nhưng mà nó không phải là nó ngay lập tức là mọi thứ nó có thể quay trở về vị trí ban đầu ha. Bởi vì mình nghĩ rằng những người bạn nào mà chọn tụ bài này cần phải healing chính bản thân mình, chữa lành hoặc là quay về để ổn định bản thân mình trước ha. Có nghĩa là bạn phải mang cái sự thoải mái cho bản thân mình trước. Tại vì mình thấy rằng là nếu như mà bạn chủ động thì cái người này họ vẫn còn muốn đầu tư cho mối quan hệ này, nhưng mà họ rất là phân vân thôi. Họ có nghĩa là bạn liên hệ lại, họ rất là vui, cảm xúc họ rất là vui, nhưng mà để mà gọi là nói rõ ràng để mà họ quyết định á, thì mình thấy rằng cái người này vẫn còn phân vân. Nhưng mà hỏi là họ có muốn đầu tư tiếp cho mối quan hệ này không thì là có. Và mình thấy rằng là chắc chắn là cái tin tốt đẹp sẽ đến với bạn, là bạn với cái người này sẽ có những cái nguồn năng lượng gọi là rất là dễ thương, rất là vui vẻ, rất là có những cái cảm xúc với nhau ha. Nhưng mà cái tình huống này á, là nó yêu cầu bạn phải quay về trong bản thân mình để hỏi đáp về trong bản thân mình rằng là
Hỏi đáp là bạn cần phải có cái sự kiên nhẫn chờ đợi cái yêu cầu của bạn á. Tại vì ở đây là bạn có thể là bạn đang xin cái thông điệp của vũ trụ đúng không? Thì vũ trụ mới giải đáp lại cho bạn luôn á là mọi thứ mà bạn đang cần á, nó phải được làm và được diễn ra mọi thứ bằng rất là nhiều cái luật của cái vũ trụ này, nó bị chi phối rất nhiều của cái vũ trụ này. Và bạn và một cái điều mà gọi là bạn có thể làm ngay bây giờ hoặc là làm bây giờ, đó là bạn đưa ra một cái quyết định của mình ha, cái sự lựa chọn của mình, và sau đó thì bạn nên chờ đợi cái kết quả, chờ đợi cái yêu cầu của bạn nó được phản hồi lại như thế nào ha. Thì tóm lại là mình nghĩ rằng là cái bạn nào mà chọn tụ này á, thì gọi là mọi thứ sẽ ổn nhưng mà nó cần thời gian kiên nhẫn hơn ha. Còn cái tụ đầu tiên thì đã thấy là rất tốt rồi ha. Tụ này thì bạn cần phải làm việc với những nỗi đau, những cái nỗi sợ hãi, những cái vấn đề cảm xúc rất nhiều áp đảo trong cái mối quan hệ này. Và cái người này họ bị tự ái hoặc là tổn thương đứa trẻ ở bên trong, họ cần phải giải quyết cái vấn đề đó nữa. Ok, mình sẽ kết thúc cái tụ bài số 2 ở đây ha. Cái thông điệp nó khá là ngắn ha, nhưng mà mình nghĩ như vậy là cũng đã đầy đủ rồi cho cái chủ đề này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái tụ bài số 2, và các bạn có thể nhấn vào cái nút đăng ký để khi nào, và thông báo để khi nào có trả bài mới thì nó sẽ báo ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tụ bài số 3 được chưa các bạn? Ok, cái tụ bài này thì đầu tiên nó sẽ khuyên bạn đó là do not ask for a clear conversation. Ở đây cái người đối phương của bạn chắc chắn là họ sẽ không muốn nghe bạn nói điều gì cả. Ở trong cái một cái sự rõ, nếu mà bạn cần hỏi một cái sự rõ ràng trong mối quan hệ này, trong cái câu chuyện này thì không được nha. Nếu mà bạn cần hỏi cái sự rõ ràng, bạn cần người này đưa ra quyết định rõ ràng và bạn muốn chủ động làm rõ cái điều đó thì mình nghĩ là không thể ha. Và nếu như mà bạn chủ động á, thực sự cái người này á, họ nghĩ cái mối quan hệ này á, là nó cần phải có cái sự bắt đầu lại đó bạn. Có nghĩa là bạn với cái người này đã có rất nhiều cái vấn đề khổ sở với nhau, và thậm chí là cái người này cảm thấy cái mối quan hệ này á, nó bị thiếu cái tình yêu, thiếu cái sự bao dung, thiếu cái sự thông cảm, lắng nghe, chăm sóc lẫn nhau. Và nó giống như là bị ruồng bỏ rơi trong cái lạnh giá, và cái sự kết thúc, gọi là cái mối quan hệ này nó bước vào cái sự kết thúc bởi vì mặc dù là còn tình cảm nhưng quá nhiều cái nỗi sợ hãi trong này, gọi như là mình suy diễn nhiều thứ làm cho cái mối quan hệ này thực sự là nó rối bời. Và giống như là mặc dù tôi còn yêu nhưng mà tôi muốn đặt xuống tình cảm này, tôi muốn kết thúc cái tình cảm này. Và cái người này ha, họ rất phân vân trong cái tình cảm này, họ rất phân vân, họ không nhìn thấy cái quyết định của họ, họ không quyết định được trong cái câu chuyện này, và họ để cái mối quan hệ này nó kết thúc ha. Nhưng mà nếu như mà bạn liên lạc lại thì mình nghĩ rằng á, cái câu chuyện tình cảm giữa bạn với cái người này nó sẽ có một cái new love ha, cái sự khởi đầu quay trở lại ban đầu là có thể rằng là phải chờ đợi cái người này họ theo đuổi bạn. Ở đây á, mình chỉ cảm nhận thấy là cái mối quan hệ này nó phải kết thúc. Một là bạn với người này đã kết thúc luôn rồi, còn không thì bạn với người này sẽ phải kết thúc một lần rồi mới có một cái sự khởi đầu new mới hoàn toàn. Tại vì cái cảm xúc của cái người này á, là họ đang cần phải họ đang cần phải healing, chữa lành bản thân mình. Và cái liên kết này nếu bạn chủ động lại á, thì nó mang đến cho bạn một kết quả, không phải là một cái dù là tình yêu mới ha bạn ha, dù là cái tình yêu mới
Nhưng mà mình thấy rằng là cái liên kết này giữa bạn với cái người này nó thuộc dạng giống như là cái lời nói của bạn nó không có còn đáng giá, không có còn đủ đúng trong cái mối quan hệ này, mà cái vấn đề về cái việc healing, chữa lành nó mới là cái vấn đề trong cái mối quan hệ này. Ok, và mình thấy là cái thông điệp nó khá là rõ ràng rồi, đó là cái mối quan hệ này nó cần phải kết thúc và end. Và thực sự là mình nói là say sorry cho cái mối quan hệ này. Ai đó muốn say sorry, ai đó muốn đặt cái mối quan hệ này xuống, ai đó họ muốn dành chọn thời gian, mọi thứ cho bản thân mình, phát triển bản thân mình, self love với bản thân mình, kết thúc cái mối quan hệ này ở đây, tìm lại cái sức sống mãnh liệt của mình. Và ở đây cái new love này á, vì đây là thông điệp trải bài chung cho nên là các bạn hãy đón nhận cởi mở. Ở đây mình cảm nhận thấy cái nguồn năng lượng về cái việc một cái tình yêu mới, một người mới hoàn toàn bước vào cuộc sống của bạn là rất rõ ràng ở đây ha. Còn cái người này họ có, ok, mình sẽ xác nhận cho bạn. Còn cái người này thì mình nghĩ rằng là mọi thứ nó cần phải được chấm hết ở đây một lần. Còn trong cái tương lai, cái người này nếu như có cơ hội quay về bên bạn thì phải là một cái sự bắt đầu hoàn toàn mới. Tại vì mình cảm thấy ở đây là cái nguồn năng lượng, cái câu chuyện tình cảm giữa bạn với cái người này nó đã đang ở trong cái thời điểm kết thúc rồi, stop và end ở đây. Ok, có một cái khả năng rất nhỏ là cái việc là bạn với người này sẽ xây dựng lại. Nhưng mà cái khả năng đó thì mình vẫn cảm thấy nó rất nhỏ bé. Ví dụ 100% thì cái khả năng đó chỉ có 10% thôi nha. Và cái 10% đó nó sẽ rơi vào cái việc là bạn đi níu kéo và năn nỉ người này, đi thảo luận, đi nói chuyện, đi năn nỉ người này. Ok, vậy thì mình nghĩ rằng nếu như mà mọi thứ nó đã kết thúc ở đây, có rất là nhiều cái dấu hiệu của vũ trụ á đã gửi đến cho bạn về việc là nhắc nhở bạn là bạn được yêu và bạn không bao giờ bạn cô đơn cả. Bạn được yêu bởi những người xung quanh, những người bạn bè. Bạn có cái điều gì trong cuộc sống này, bạn có những cái thóc gạo lúa, đồ ăn, những cái món ăn ngon, những cái điều mà bạn đang thưởng thức trên cái thế gian này là vũ trụ mang đến. Hoặc là bạn còn nhiều thứ khác ngoài cái tình cảm này. Cho nên là đó là một cái thông điệp mạnh mẽ mà mình nhìn thấy ở đây. Ok bạn ha, mình kết thúc cái trải bài này ở đây ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở cái trải bài sau. Xin chào và hẹn gặp lại.